Này, mày làm cái gì đấy Việt Anh? Tao đang dùng tâm trí của tao để bảo nó biến thêm một đồng nữa thành hai đồng, chia cho nó dễ. Mày bị hâm à? Mày làm thế nó sợ đấy, nó không biến hóa đâu. Mày phải vuốt ve nó như thế này này. Ý, mày đụng vào nó làm gì đây? Nó chạy mất bây giờ. Tao tính toán cả rồi, nó không có chân, nó không chạy được đâu. Bây giờ thì không có thật, nhưng mà lỡ một chút nữa nó tiến hóa thì sao? Thì không có, nhưng mà nó chỉ tăng giá trị lên thôi. Wow, dạo này mày thông minh phết nhỉ. Chứ sao nữa, mấy bà hàng xóm ấy, mấy bà ấy bảo tao là cứ qua nhà bà ấy quét dọn nhà cửa, rồi dọn chuồng lợn chuồng trâu nhà bà ấy, ắc sẽ thông minh lên. Thế á? Thế thì chút nữa mày rồi, mày cho tao đi cùng với, tao cũng muốn thông minh. Thế thì đi luôn đi, không là muộn đấy. Nhưng mà còn nó? Nó không có chân, nó không chạy được đâu. Nhưng mà... Thế bây giờ tao hỏi mày nhá, nó quan trọng hay là cái việc đại sự thông minh của mày quan trọng hơn? Ồ, mày nói cũng đúng, đại sự quan trọng hơn. Đi. Đi. Thịnh ơi, ra kiểm hàng đi. Ê ê, ra đây. Sao này giao sớm thế? À, tiện tôi giao qua mấy nhà đại lý, giao cho ông luôn. À, thế con tôi hết bao nhiêu? Hình như là 700 hay sao ấy. Mà đây, hóa đơn này. Cái gì đây? Cái này ấy, là gia vị. Thôi, ông đừng lừa tôi. Ông làm như tôi không biết ấy. Gia vị gì mấy cái thứ này? Này, không khai ấy, tôi đi báo công an đấy. Kìa. Thú thật với ông, cái này ấy là gia vị tình yêu của mấy thằng trai làng nó đặt ấy mà. Gia vị tình yêu là thuốc kích kích đầu ông ấy. Cái này ấy là dành cho bọn trẻ, giúp ngủ sâu hơn thôi. Này, ông hay lắm nha chưa? Làm ăn chân chính không thích lại đi làm những thứ này à? Tôi... Mà thôi, tôi về đây. Tiền hàng ấy, để lần sau tôi qua lấy nhá. Này, từ từ. Làm gì nóng vội thế? Để lại cho tôi một ít đi. Không được. Cái này ấy, người ta đặt trước rồi. Lần sau tôi đem cho nhá. Thì bây giờ chia tôi một ít thôi. Nhưng mà... Thôi, thôi để lần sau tôi đem cho nhá. Ok. Không biết đâu. Thì để lần sau. Nhưng mà tôi không biết là xíu nữa mấy cái camera mà chạy bưng cơm á, rồi nó đồn ra, tôi không biết sao nha, nó bắt ông lên đồn đáng chịu á. Thôi được rồi, tôi để cho ông, nhưng mà nhớ kín cái mồm đấy nhá. Đi rồi. Được rồi, thế cộng tiền hàng với tiền này, rồi từ sau tôi trả luôn cho. Này, tôi đã đồng ý đâu. Bác Trường Thôn. Cô Vương đấy à? Vừa về quê à? Mà này, đừng gọi là bác, nghe giả lắm. Gọi là anh đi, cho nó trẻ. Nhưng mà em có thấy ai gọi là anh Trường Thôn đâu, toàn phải gọi là bác Trường Thôn đấy chứ. Mày gọi như thế là anh già đi đấy, không lấy được vợ đâu. Thế anh vẫn còn ế à? Em tưởng là anh đã... Cái thằng này, mày lại trêu anh rồi. Em đùa thôi. Mà này, lần này về quê đem cái dự án gì về cho quê mình đấy? Như em đã gọi điện cho anh từ trước rồi đấy. Lần này em về quê, em muốn mở một dự án nuôi trồng thực phẩm sạch. Em muốn chọn quê mình là nơi thí điểm anh ạ. Thế à? Ui giời, bà con mà biết tin này chắc là vui lắm đấy. Hay là mình qua quán của cậu Thịnh ngồi, rồi em anh bán chi tiết cụ thể, chứ đứng ở ngoài đường thì... Thôi, quán xá gì. Bây giờ cậu về nhà nghỉ ngơi đi, rồi chiều tôi qua nói chuyện với cậu sau. Anh đang bận gì à? À không,
tôi mới đi làm đồng về, bây giờ đang trên đường về ấy mà. Hay là anh lên xem đi, em chờ anh về. Thôi được rồi, không để nàng gì nữa, cho tôi đi nhờ về vậy. Dạ vâng ạ, anh lên xe đi. Này, lên thành phố làm ăn không được hả? Sao về quê vậy? Cậu đi chở hàng về à? Ừ, với lại tôi đi đòi mấy đồng nợ nữa. Mấy con nợ đây nợ dai lắm. Với lại dạo này nói chung là làm ăn bán cũng được, nhưng mà có điều á, thì dân ở đây nghèo quá, nợ suốt, làm tao đi đòi á khô hết cổ họng. Thì cậu cứ cho bà con mình nợ, đến mùa rồi bà con mình trả. Cứ thư thả cho họ vài hôm, họ đâu có quyền nợ mình đâu. Thư thả hả? Thôi, tao sợ cái thư thả này lắm rồi đấy. Trước kia đó, ông già mày cũng bảo thư thả trong vài hôm, mà đến khi ông chết đi rồi, tao có đòi được ông đâu. Đến bây giờ, mày làm ăn thấm khá rồi á, tao mới dám đòi đó. Chuyện cũng qua lâu rồi mà Thịnh. À, mà tôi quên, bây giờ mày là chủ tịch công ty lớn rồi, rồi quyền cao chức trọng rồi. Với lại này kia nữa, tao nói vậy á thì có lời hơi quá đáng. Thôi tao xin lỗi nha, tính tao á thì ăn ngay nói thẳng, suy nghĩ gì nói đó, nên mày bỏ qua cho tao nha. Không có gì đâu. Thôi, tôi về trước nha. Khi nào cậu rảnh ấy, sang nhà tôi chơi. Ừ, tao cũng tính qua ấy chứ. Nhưng mà tao nghĩ mày á, ở lâu ngày trên thành phố rồi, nhà không ai ở, nhà không quận tránh á, thì nhiều cô hồn các đảng ở lắm. Tao qua đó tao sợ cô hồn, nên xui lắm, tao không qua đâu. Thịnh này, tôi không thích những lời nói vừa rồi của cậu đâu. À, kìa, đừng nóng. Tôi nói trước ông rồi mà, tính tôi á là hay suy nghĩ gì á nói đó, nên tôi nói hơi thẳng tính tí. Thôi thông cảm nha, thông cảm nha. Thôi rồi, tôi về trước đây. Để xem mày giữ giọng điệu đó được bao lâu. Ơ, Vương. Gì? Cậu tới lâu chưa? Tớ vừa mới tới. Tớ đi ngang qua đây, thấy nhà cửa lá cây nó rụng ra, nên là định đi vào đây quét dọn một tí rồi đi về ấy mà. Cậu mới đi làm về, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Mấy việc này tớ làm được mà. Thôi, ai lại đi để chủ tịch công ty động tay động chân vào mấy cái việc này cơ chứ. Tớ còn là ai đi chăng nữa thì cũng là người con ở quê mình, là bạn của Chi mà. Là bạn mà đi về không thèm gọi tớ một tiếng à? Tớ sợ ảnh hưởng đến cậu. Mà lần này tớ về là để triển khai dự án ở quê mình đấy. À, thế thì tốt quá. Nếu thế thì cậu ở đây lâu có đúng không? Đúng vậy. À, hay quá. Sao thế? Sao thế tôi ở quê lâu mà cậu vui vậy? À, này, cậu đừng có mà chọc tớ nhá. Thế mà tôi cứ tưởng là cậu sẽ vui khi tôi ở quê lâu, để chúng ta còn đi nói chuyện này, đi ăn, đi chơi như thời còn nhỏ. Chắc là tôi sẽ phải về thành phố sớm thôi. Này, cậu đừng có mà chọc tớ nhá. Đi đường xa về không mệt à? Không, tao có thấy mệt đâu. Nhưng mà tao thấy con sâu trên áo của cậu kìa. Ờ, cậu... trên áo đấy. Cậu nói cái gì cơ? Con sâu ở trên áo của tớ á? Vương, cậu bắt ra hộ tớ cái. Đâu phải đâu, nó ở trên cây kìa, chứ không phải trên áo cậu đâu. Cái cậu này dám chọc tớ à? Chết đi. Đâu, 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 đâu. Mà này, tao bảo nhá, lát nữa ấy, tao bảo mày làm gì thì mày cứ làm theo tao. Đảm bảo ngày mai mày thức dậy, mày sẽ thông minh cho mà xem. Ờ, nhưng mà nhà tao ngu truyền thống rồi, thì liệu có thông minh được nữa không? Ơ, nhà mày cũng là nhà tao mà. Bố mẹ tao đẻ ra mày mà. Ồ, thế tao với mày là anh em à? Chứ còn gì nữa,
chẳng em mày không để ý là từ hồi tao với mày đẻ ra ấy, là tao với mày đã ở chung một nhà rồi à? Vậy mà tao cứ tưởng là vợ chồng chứ. Ai thèm là vợ đầu đất như mày chứ. Mày phải thông minh lên thì mới có vợ, hiểu chưa? Nhất định phải thông minh. Nhất định phải thông minh để có vợ. Này, hai đứa kia, lại lại bảo. Tháo. Anh Tịnh Ngáo Dê Già gọi mình đấy. Thôi, kệ anh ta đi, không vào đâu. Cơ, sao lại không vào? Lần trước vào ấy, bị anh ta bóp mông ấy, về đau không ngồi được. Đấy là lần trước thôi, ngược lại còn được ăn bim bim còn gì. Vào đi, lần này tao sẽ bảo anh ấy là không bóp mông mày nữa. Đi. Làm gì mà lao thế, lại cho tao bảo, nhanh. Anh ấy gọi rồi kìa, đi. Ngồi đây. Ngồi xuống tao bảo. Làm gì mà lâu thế? Thì con Thảo nó sợ anh. Tao làm cái gì mà sợ? Nó bảo là anh hôm trước bóp mông nó, về đau không ngồi được. Tao đã bảo không được nói với ai được cơ mà. Thì em nói cho ai đâu, có mỗi hai đứa em biết thôi. Ừ, thôi được rồi. Bây giờ này, tao có nhiệm vụ giao cho hai chúng mày đi. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đó thì bọn mày muốn ăn gì uống gì tao cũng cho hết. Nhưng mà đừng có bóp mông em nữa nhá. Lần này em vẫn còn đau đây nè. Thôi tao biết rồi. Ở đây tao nói cho. Rồi. Em hiểu rồi. Nhưng mà anh này, cái chuyện này ấy để ngày mai làm đi. Bây giờ hai đứa em phải về nhà để học cái thông minh rồi. Để mai thì nói làm gì nữa. Tao muốn là bây giờ này. Chứ đến mai mà bay ngu rồi thì chẳng gì học nữa đâu mà. Này, bây giờ ấy, bọn em hơi bị thông minh ấy, khác với ngày trước rồi. Bây giờ thông minh lắm rồi. Mà này, nếu xong vụ này á, tao sẽ cho hai đứa tụi bay hai lọ thuốc thông minh. Rồi đảm bảo sau khi hai mày uống vào á, sẽ thông minh hơn người luôn. Ồ, có cả thuốc đó nữa hả anh? Tất nhiên rồi. Sao, có muốn không? Hay là để tao cho người khác? Không. Làm chứ. Bây giờ bọn em làm, bây giờ bọn em đi luôn. Nhưng mà anh phải nhớ nhá, xong vụ việc này rồi ấy, anh phải cho bọn em đấy. Được rồi, đi đi, làm đi rồi tao cho. Đi. Này, cho trước coi Ngô này. Em xin. Nhớ xong nhiệm vụ cho tao đấy. Ui. Sao mà của mày, tao chẳng ngửi thấy cái mùi gì đấy. Thì cái này của tao là bùn, chứ không phải là phân. Thật ra ấy, là tao có sang nhà lão Tùng, định vào chuồng lợn. Eo ơi, nhưng mà nó thối quá, tao không chịu được. Thế là tao ghé qua cái bờ ao. Tao lấy đất ở dưới ao. Anh Tịnh mà biết mày không làm theo ý của anh ấy ấy, thì còn lâu anh mới cho mày thuốc. Ôi giời, tao không nói, mày không nói thì làm sao mà anh ấy biết được. Mà này, lúc nãy anh Tịnh bảo bọn mình làm cái gì ấy nhở? Thì mình lấy phân, mình ném vào nhà anh Vương chứ còn gì nữa. Nhưng mà chưa nói là mình ném chỗ nào. Bây giờ phải làm sao được nhỉ? Ca này khó nhở. Thế mày có kế sách gì không? Hay là mình vào nhà hỏi anh Vương, xem là anh Vương thích nhắm chỗ nào thì mình nhắm chỗ đấy. Thế thì không được đâu. Anh Thịnh bảo là cái chuyện này là bí mật, không được cho ai biết cả. Thì mình bảo là mình thích nhắm vào nhà anh ấy. Có thế mà tao không nghĩ ra. Đi. Cô Chi đấy à? Cô Chi ạ. Khiếp, em mà có mùi gì thế? Em tới đây để làm gì? Mà Thảo, trong túi bóng là cái gì đấy? Cái này của em là lặn đất ạ. Thế còn của Việt Anh là cái gì? Của em là là cái của nó tự sản sinh phóng ra đấy ạ. Khiếp, sao cả hai đứa cầm cái túi đấy nó làm gì? Mau vứt đi. Này, ai cho để trước cửa nhà người khác như thế? Cầm ra sao mà vứt đi chứ? Nhớ là vứt ở bãi rác đấy nhá. Vâng. Hai cái đứa kia, chạy nó từ từ thôi. Chị, em về à? Anh tìm em có chuyện gì thế? Anh muốn qua đây chở em đi chơi ấy mà.
À, em xin lỗi, nhưng mà em bận rồi. Sao lúc nào anh cũng bận hết vậy? Thằng đó, nó có gì hơn anh chứ? Mà em đi chơi với nó, lại không đi với anh. Em đã nói với anh rồi, là em không thích anh. Chúng ta chỉ là bạn bè thôi. Em nghĩ là tình cảm chỉ nên dừng ở mức bạn bè. Ở mức đó là như thế nào? Bao nhiêu năm qua, anh là người chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho em. Vậy mà bây giờ nó về, em lại quay lưng với anh, đi chơi với nó. Sao em tệ vậy chị? Em không có tệ. Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, là em không thích anh. Người mà em thích là Vương. Sau này, trước kia, thậm chí là bây giờ thì vẫn thế. Cái tác này đó là thay cho công sức của anh bao nhiêu năm qua chăm sóc, lo lắng cho em đấy. Để xem, em phải hối hận với lựa chọn này mà thôi. Anh sẽ khiến nó chết mà không rửa hết tội ở cái làng này. Này Việt Anh, cái thằng này, mày làm cái gì đấy hả? Tao có làm cái gì đâu. Mấy lần ấy, tao thấy mọi người đợi anh Thịnh đều cầm cái này lên để rít. Cái tiếng kêu nghe nó đã lắm. Mà nhá, rít xong nhá, nhả khói ra, ui, oai phải biết luôn. Úi trời ơi, đấy là bộ môn lào thủ, chỉ có dân chơi người ta mới dùng thôi. À đủ, mày học ra mấy cái câu này ở đâu đấy? Thì ở đây chứ đâu. Này, mày muốn làm dân chơi không? Tao chỉ cho. Hay là tao cũng thử làm dân chơi xem như thế nào nhỉ? Đi. Mày đưa cái này cho tao. Bây giờ nhá, mày lấy cái này, mày ve nó lại, xong rồi mày cho vào cái lỗ này. Còn cái lỗ to kia ấy, mày cho cái mồm của mày vào, sau đó mày hít một hơi thật sâu, nó sẽ có vị say này, vị chua này, đồ êm cực. Nghe mày nói giống như mày là dân chơi ấy nhỉ? Chứ sao nữa, tao chỉ cần ở đây tầm 3 hôm thôi là tao sẽ trở thành dân chơi rồi. Đây, tao châm cho mày. Khó thở. Chết rồi. Sao mày lại khó thở? Này, mày chết đi à? Khó thở vậy. Tao chưa chết đâu. Mày đừng có chết. Việt Anh ơi. Ô, anh Việt ơi. Nếu anh, thằng Việt Anh nó sắp chết rồi. Nó làm sao? Nó hút thuốc lào, xong rồi nó lăn ra chết anh ạ. À. Cho nó chết luôn đi. Này. Tao không chết đâu. Thế là mày không chết hả? Tao thở được rồi. Này, hãy đưa uống đi. Anh ơi, đây là nước thông minh ạ? Uống hết đi, nó nhiều quá à. Uống hết đi. Không uống á, tao cho đứa khác uống đấy. Anh. Thế là bây giờ hai đứa em được thông minh rồi đúng không?
mà tao thấy nó có sao sao ấy mày. Lại chai chai thuốc à. Fan này á, tao sẽ cho mày chết để hết cái tiếng tăm ở làng này luôn. Anh ơi, sao lại có ai nằm trước cửa nhà Thắng Vương nhỉ? Giờ này có ai nằm đấy nhỉ? Lại lên xem thế nào. Để tao coi cái tội đó mà bắt cóc hiếp dâm người điên đó sẽ như thế nào. Cậu Thịnh, cậu Thịnh đi đâu? Cậu tính gây chuyện rồi đổ tội cho người ta à? Tao làm gì chứ? Nhân chứng vật chứng qua đây rồi, cậu còn chối được à? Tôi không có làm gì hết, đừng có vu vạ cho tôi. Cậu Viên, bắt cậu ta lại, giải lên xã. Này, tôi làm gì bắt tôi chứ? Hả? Tôi làm gì? Nhân chứng có đây rồi, cậu còn cãi được à? Tôi không làm gì hết, đừng có vu oan cho tôi, thả tôi lại. Anh Toán, có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại ở đây? Cậu về đúng lúc lắm. Cậu Thịnh đây, bắt cóc Việt Anh và Thảo, đem đến nhà cậu đấy. Anh Thịnh, tại sao anh lại bắt cóc Thảo với cả bắt cóc Việt Anh? Anh làm như thế là vì muốn hãm hại Vương, có đúng không? Đúng rồi đấy, anh muốn hại Vương đấy. Tại sao? Tại sao anh lại muốn hại tôi? Tại vì mày cướp đi người tao thương. Bao nhiêu năm qua, mày ở thành phố, tao là người chăm sóc cho chị, bảo vệ chị. Mà bây giờ mày về đây, mày cướp đi chị của tao. Tao muốn mày mang tiếng nhục cả đời. Anh Thịnh, em đã nói rồi, chúng ta không hợp nhau, chúng ta chỉ có thể là bạn thôi. Em đã nói như vậy, tại sao anh không hiểu? Anh còn cố tìm cách mà hãm hại Vương nữa. Em im ngay đi. Thằng Thịnh này đó, cái gì muốn là thằng Thịnh này phải có được. Một là có, hai là không. Còn lại là thằng Thịnh này sẽ hủy diệt tất cả. Ích kỷ, tại sao đạo đức của cậu tồi như vậy hả? Cậu lấy tính mạng của người khác ra để thực hiện âm mưu của mình. Sao cậu có thể làm như vậy được? Tại sao không thể làm như vậy? Hả? Muốn đến thành công đó, phải có vật hy sinh. Mày hiểu chưa? Anh Thịnh, anh đúng là điên thật rồi. Đúng rồi, anh điên thật rồi đấy. Anh điên vì anh thích em đó. Đáng lẽ ra kế hoạch mày tao phải thực hiện sớm hơn. Với lại nếu bây giờ tao thực hiện thành công, là người đi tù, mày là người đi tù chứ không phải là tao, mày hiểu không? Mà kế hoạch này đó, tao làm nó quá mềm lòng rồi. Đáng lẽ ra tao phải ác hơn nữa, mày hiểu không? Kẻ gieo gió chắc chắn sẽ phải gặp bão. Anh Toán, anh hãy mang con người vô đạo đức này tới cơ quan pháp luật để cho anh ta phải gánh chịu mọi hậu quả đi. Dẫn cậu ta đi. Không, tao không đi đâu hết. Tao không đi đâu hết. Thả tao lại. Thả tao lại. Việt Anh, Việt Anh, Thảo, Thảo. Chị sao vậy? Chị đang suy nghĩ về bản án của Thịnh. Vương nghĩ là chị không cần phải tự trách mình đâu. Anh ta rất cứng đầu, làm ảnh hưởng đến rất nhiều người. Sau khi có thời gian tự vấn về bản thân mình, lúc đó anh ta sẽ hiểu ra thôi.
Chị cảm ơn vì Vương đã động viên Chi nhá. Có gì phải cảm ơn chứ. Chúng ta đi thôi. Chúng ta đi đâu? Chi quên là chúng ta đang đi tới nhà Việt Anh à? Hay là Chi muốn về nhà của chúng mình? Nhà của chúng mình? Thì Chi cũng thích Vương, và Vương cũng vậy, nên chúng ta dọn về ở cùng. Ai hỏi thì bảo quen lâu rồi, lâu tới mức không còn nhớ. Ai mà thèm chứ. Chi, Chi, hay là mình tỏ tình thô quá nhỉ? Chi!